Solomon Kalou là cầu thủ tiền đạo bóng đá người bờ biển Nga, vừa giải Thomen Champion. Chỉ số mức thiện cộng 1, chỉ số LF là 81, RF là 81 và CF là 81. Và đây là một tiền đạo có khả năng đá CF cũng như đá cánh rất tốt. Cánh trái cũng được, một cánh phải cũng được. Trong sự nghiệp thi đấu thì Kalou thường đá giặt cánh trái và chân thuận của anh là chân phải. Mức lương 13, chiều cao 1m85, cân nặng 74 kg. Chân thuận trái 4 và phải 5. Là một tiền đạo nhưng có tới 5 sao kỹ thuật. Và như vậy với chỉ số thấp như thế này thì khi ép lên cộng 5 thì anh ấy sẽ có bao nhiêu? 6 sao kỹ thuật. Làm được tất cả các skill. Chỉ số vận gốc bao gồm qua người. Thì để Kalou đá LF, RF hay CF đều tốt. Đây có thể là một trong những cầu thủ bạn nên đưa vào đội hình dự bị của mình. Chúng ta sẽ review Kalou ở vị trí CF. Vị trí CF thì chúng ta sẽ để chiến thuật đơn như thế nào? Sẽ nách, hỗ trợ phòng ngự cơ bản, đánh chặn thông thường và chạy chỗ, công 3 và thủ 1. Kalou bắt đầu sự nghiệp ở giải vô địch quốc gia Hà Lan khi thi đấu cho câu lạc bộ Feyenoord, và anh đã là từng giành danh hiệu Johan Cruyff của giải vô địch quốc gia Hà Lan khi mà ghi được rất nhiều bàn thắng cho câu lạc bộ Feyenoord ở giải đấu này. Năm 2006 thì Kalou chuyển sang Brazil. Khi đó, xin lỗi các bạn, Kalou chuyển sang Chelsea. Và khi đó Chelsea đang có bộ đôi tiền đạo cực kỳ khủng, đó chính là Adrian Shevchenko và Didier Drogba. Trong những trận đấu mà Drogba và Seva chấn thương thì Kalou đã được trao cơ hội và anh thể hiện rất tốt. Ngoài đời thì Kalou là một mẫu tiền đạo, là một mẫu tiền đạo rất cần mẫn. Anh không quá xuất sắc nhưng mỗi khi được trao cơ hội thì anh đều đền đáp niềm tin của tất cả các huấn luyện viên. Khả năng đỡ bóng vững một và chuyền bóng của Kalou là rất tốt. Hình 1m85 là ok rồi. Cơ hội nguy hiểm của Real. Ồ, họ đã mất quyền kiểm soát. Tốc độ của Kalou tương đối tốt. Vậy vì là một CF nhưng anh lại có thể đá được cánh. Và trong những trận đấu ngoài đời thực thì Kalou thường có thiên hướng là đá lệch trái. Và khi đó anh có thể băng vào xâm nhập vòng cấm và dứt điểm bằng chân thuận của mình là chân phải. Khả năng bứt tốc và tăng tốc Kalou là rất tốt. Cửa lòng, bóng đi không xoáy nhưng đủ độ hiểm. Điểm mạnh của Kalou chính là tốc độ và khả năng dây dắt rất tốt. Là một cầu thủ tiền đạo nhưng anh có tới 5 sao kỹ thuật và cũng rất hoa mỹ. Tuy nhiên ngoài đời thì Kalou rất ít khi thể hiện những kỹ thuật của mình. Và việc các nhà lập trình boost cho anh 5 sao kỹ thuật là một điều boost là hơi quá tay. Kalou rê bóng thì tương đối mượt. Với 5 sao kỹ thuật thì bất kỳ một cầu thủ nào cũng có thể rê bóng rất là mượt mà. Rất hay. Khả năng kiến tạo cho đồng đội của Kalou là rất tốt. Rồi là Kalou đã có một đường kiến tạo chọc khe rất tốt cho người đồng đội của anh là Goretzka. Và skill điệu nghệ.
khả năng dứt điểm bằng chân phải của Kalu là tốt hơn chân trái. Kalu cùng với Didier Drogba đã thi đấu ở đội tuyển quốc gia bờ biển Nga rất lâu năm. Và khi Drogba giải nghệ thì Kalu vẫn hiện tại vẫn đang còn đá cho bờ biển Nga. Tuy nhiên thì năm nay anh cũng đã 34 tuổi rồi. Độ tuổi mà tương đối là già đối với một cầu thủ bóng đá. Tuy nhiên thì Kalu cùng với những Cristiano Ronaldo vẫn đang thi đấu cho những câu lạc bộ hàng đầu châu Âu. Điều đó để nói lên rằng là tài năng của Kalu là một điều không thể bàn cãi. Và với mức lương 13 thì các bạn hoàn toàn có thể cho Kalu một vị trí trong đội hình dự bị của mình. Còn đối với những team yêu thích câu lạc bộ Chelsea hay bờ biển Nga hay Feyenoord thì các bạn hoàn toàn có thể khả năng hỗ trợ phòng ngự đánh chạm từ xa của Kalu cũng tương đối tốt, mặc dù là một tiền đạo nhưng anh cũng xin chạy chỗ. Khả năng sút chân trái của Kalu là không được tốt bằng chân phải. Với kỹ năng qua người 1-1 thì khi đối đầu 1-1 với các hậu vệ của đối phương thì Kalu rất dễ dàng để vượt qua. Bạn chỉ cần ấn điều hướng, tăng tốc hoặc là sử dụng một vài skill đơn giản với Seed. Khả năng dứt điểm của Kalu là không mấy ấn tượng. Vâng, tôi rất hâm mộ anh chàng này bởi vì anh ấy luôn chơi tốt nhưng có lẽ anh ấy không gặp may trong tình huống vừa rồi. Vì là một CF nên anh sẽ có khuynh hướng là kiến tạo tốt cho một tiền đạo cắm phía trên. Kalu có khả năng đánh đầu không tệ. Vì đánh đầu chưa bao giờ là điểm mạnh của Kalu. Ở những tình huống mà có cơ hội thì anh vẫn có thể ghi bàn bằng đầu. Kalu là một mẫu cầu thủ không có gì xuất sắc nhưng tương đối là toàn diện. Đó nên là một cơ hội. Vào rồi, thật tuyệt vời. Một trận đấu cực kỳ thoải mái, tỷ số của giải TC có thể xem như là một phiên bản tốt nhất của Salomon Kalu trong FIFA 24. Cùng với Chelsea thì Kalu đã có tất cả những danh hiệu cao quý nhất: Champions League, vô địch Ngoại hạng Anh, vô địch FA Cup, vô địch siêu cúp nước Anh, vô địch siêu cúp châu Âu. Vậy có thể nói là trong bộ sưu tập danh giá ở cấp độ câu lạc bộ thì Kalu đã có tất cả. Còn ở phương diện đội tuyển quốc gia thì bờ biển Nga không phải là một đội bóng mạnh, cho nên là những thành tích của anh cùng với lại đội tuyển bờ biển Nga cũng không có gì là ấn tượng. Kalu có một đời sống tương đối là kín đáo và anh ít khi để lộ những câu chuyện riêng tư của gia đình, bản thân mình lên trên mạng. Nói chung là một mẫu cầu thủ bóng đá rất đáng để ngưỡng mộ. Cần mẫn. Khi dứt điểm thì ZD bây giờ vẫn rất bá đạo. Thế mà trong những tình huống đối mặt thủ môn, các bạn chỉ cần ấn ZD chắc chắn là vào. Khi gặp những hậu vệ có tốc độ hoặc là tô cao lực lượng thì Kalu thường yếu thế hơn. Do thể hình của anh là nhỏ. Đây không phải là vấn đề cho đúng. Tuy nhiên thì điểm mạnh của Kalu là khả năng bứt tốc và kỹ năng thuật điệu nghệ. Vì vậy nếu như các bạn là một trong những người giỏi về skill thì việc sử dụng Kalu là rất thuận lợi.
trận đấu sẽ kết thúc. Có Kalu cộng 5 chẳng khác vì bạn có một CR7 cộng 5. Ở một phiên bản mà thấp hơn một chút. Khi mà CR7 cũng có chiều cao 1m85. 5 sao kỹ thuật. Và Kalu cũng vậy. Như vậy để chấm điểm cho Kalu ở vị trí CF thì tôi chấm cho anh mức điểm là 8.5/10. Đây là một trong những cầu thủ rất đáng để các bạn sử dụng trong đội hình. Lương thấp, đá ổn và là một sự lựa chọn trong đội hình dự bị không hề tồi chút nào.